Xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube Tung Tăng Khắp Miền. Lúc này thì tôi đang ở thành phố Huế và chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tham quan một căn nhà, nơi ở của một người rất đặc biệt, từng được mệnh danh là lãnh chúa của miền Trung. Đó là ông Ngô Đình Cẩn, em trai Tổng thống Ngô Đình Diệm, thời đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta cùng bắt đầu. Cái khu vực nhà chứng tích Ngô Đình Cẩn thì hiện nay nó cách thành phố Huế khoảng 6 km và thuộc phường An Tây. Ngay từ ngoài đường chúng ta thấy có cái tấm bảng người ta ghi đây này. Đường đi vào đây thì rất dễ thôi, nó cũng là con đường nhựa. Đấy, trong này là bắt đầu cái cổng vào đây. Một khu nhà nằm trên một cái mỏm đất cao, nhìn xuống bên dưới rất là thoáng đãng. Cái cổng bây giờ thì cửa nó mất hết rồi, chỉ còn mỗi hai cái trụ thôi. Vật liệu xây là bằng đá. Hai cái bản lề bằng sắt này. Cái lối đi vào thì trước hết chúng ta thấy hai bên là người ta trồng khá nhiều cái cây xanh. Có những cây cổ thụ to kia kìa. Di tích nhà Ngô Đình Cẩn. Ở đây thì họ có một số các cái thông tin cơ bản về cái căn nhà này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến vào trong. Phải nói là cái khu đất này này, nó là sở hữu của rất nhiều chủ trước khi đến tay của ông Ngô Đình Cẩn. Cái người chủ cuối cùng mà sở hữu sau khi mà chuyển sang cho ông Ngô Đình Cẩn ấy là một cái vị thương nhân người Hoa. Toàn bộ cái khu nhà của ông Ngô Đình Cẩn là nó có diện tích khoảng 8.000 m². Đấy là cái vị trí của cái khu đất này và diện tích nó như vậy. Dọc hai bên lối đi vào là người ta cũng xây các cái bò đây này bằng bê tông. Các cái hòn đá dạng tiểu cảnh. Bên kia nữa cũng có một hòn đá. Vào trong này thì trước hết chúng ta thấy là có khá nhiều cây ăn trái. Mà cái cây mít là có vẻ nhiều nhất. Đây này, lối vào là bên tay trái này, một dãy là toàn cây mít luôn. Có lẽ là chủ nhân ngôi nhà này ngày xưa thích ăn mít hay sao? Không biết có phải vậy không? Một khu nhà rất là đồ sộ nhưng mà có vẻ là để lâu năm hoang phế nên là cây cỏ nó mọc nó che khuất hết rồi. Ông Ngô Đình Cẩn thì sinh năm 1911 và mất năm 1964. Chỗ này nó là một cái nhà thủy tạ. Cái phần mái trên người ta trang trí rất là cầu kỳ đẹp. Mình lên cái chỗ nhà thủy tạ này xem nó có những cái gì nào. Bốn cái cột ở chỗ này là người ta trang trí hình rồng cuốn quanh. Nhà thủy tạ thì bây giờ cái hồ nước dưới này là nó cạn rồi, không có nữa. Để khô cây cỏ mọc rác nhiều. Ô, từ ngoài nắng mà đi vào trong cái nhà này thấy nó mát hẳn đi. Đây là một cái hòn non bộ. Cây mít bên kia vẫn còn có quả ra kìa kìa. Đấy, đứng đây nhìn vào thì cái nhà chính của ông Ngô Đình Cẩn nó là một căn nhà 2 tầng. Và được cái mái của nó
trang trí các cái họa tiết dạng như kiểu kiến trúc cung đình, cũng có rồng phượng ở trên. Toàn bộ các cái cửa ở đây là đều bị mất hết rồi, không còn gì cả. Buổi trưa bây giờ nó hoang vắng thật, mà cũng không có tí gió nào, rất là oi nóng. Cái bức tường chỗ này là người ta cũng xây bằng đá đây này. Chỗ này nó có một cái dạng như là cái bể nước này. Các cái bức tường xung quanh kia là người ta xây toàn bộ bằng đá luôn. Nhìn rất chắc chắn. Ở dưới tầng 1 thì có vẻ là trong này người ta nhốt trâu bò hay sao ấy. Đúng rồi. Do để hoang nên là người dân người ta tận dụng, người ta làm cái nơi để trâu bò. Mình sẽ lên tầng 2. Trong cái thời gian mà nắm quyền ở miền Trung thì ông Ngô Đình Cẩn cũng bị cáo buộc là thành lập cái khu chín hầm và giam giữ những cái người vô tội cùng những cái chiến sĩ cách mạng cũng như là những cái người có tư tưởng chống đối chế độ của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Và ở đó thì người ta nói là tìm được những cái ngôi mộ tập thể nó hàng trăm người. Sau đó thì người ta cáo buộc là ông Ngô Đình Cẩn là giết người hàng loạt. Đây chúng ta đã vào tới cái tầng 2 của căn nhà. Trên cái mái này thì thấy có vẻ là ít bị hư hại và cái màu của nó vẫn còn sáng. Mặc dù cái căn nhà này để hoang gần 60 năm rồi đấy. Các cái chi tiết trong này vẫn còn đẹp và chưa bị hư hỏng nhiều đâu. Tầng 2 cũng giống như tầng 1 thôi và để hoang hoàn toàn không có gì cả, trống trơn. Đây là các cái phòng ngủ khi xưa. Toàn rác thôi. Chỗ này dân người ta vào người ta cần đốt lửa. Các cái ô cửa cái dây leo nó bám vào chằng chịt này. Đây nữa. Toàn rác. Đấy, cái trái cây ở đây nó mọc nhiều chưa? Lúc nãy đứng ở ngoài nắng nó oi bức như thế nhưng mà thực sự vào trong cái căn nhà này mới thấy nó thoáng mát, nó dịu hẳn đi. Toàn bộ các cái nội thất bên trong rồi là các cái cửa là không còn một cái nào cả. Ô, trên kia có một cái xô, không biết là ai người ta lại treo lên kia làm gì nhỉ? Đứng ở trên tầng 2 này nhìn xuống cái con đường trước mặt. Thấy cái tầm nhìn ở trên này nó bao quát, nhìn là quang cảnh xung quanh nó rất là thoáng đãng. Ở trong cái khu vườn mà xung quanh ngôi nhà này thì nó có nhiều cây ăn quả như vậy và người ta có nói rằng là ở dưới mỗi cái gốc cây đó người ta chôn một xác chiến sĩ cách mạng hoặc là xác người gì đó. Nhưng mà có lẽ là tôi thì đến đây khi mà quay cái cảnh vườn cây như thế này, một cái khu đất rất đẹp. Cái câu chuyện mà bảo đi chôn xác người dưới gốc cây ở trong khuôn viên nhà mình thì nghe nó có vẻ hơi vô lý.
Có lẽ các bạn cũng nghĩ giống như tôi vậy thôi. Trước cửa mình đây nó đẹp như thế này, khuôn viên cây ăn trái nó mọc sum suê. Tự dưng đi chôn người vào đấy làm gì đúng không? Chả có cái tác dụng gì cả. Những cái lời người ta đồn thổi thì cũng có thể thật, có thể không. Nhưng mà mình đi đến đây thì mình xem mới thấy là cái câu chuyện nó nhiều cái là mình cũng cần phải cân nhắc xem cái tính đúng sai của nó thế nào. Chỗ kia nó có mấy cái chi tiết hình rồng rất đẹp. Đứng đây thì nhìn lên có vẻ nó gần, nó rõ hơn ở chỗ dưới sân. Rêu phong cổ kính, các cái dây leo cây dại nó mọc trên mái. Ông Ngô Đình Cẩn thì sinh ra trong một gia đình có 9 anh chị em. Cha ông và người anh cả cũng đều làm quan dưới triều nhà Nguyễn. Các anh em còn lại như là Tổng thống Ngô Đình Diệm, ông Cố vấn Ngô Đình Nhu, rồi ông Ngô Đình Luyện là đều ở thời đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa. Một người anh nổi tiếng nữa là Tổng giám mục Ngô Đình Thục ở giáo phận Huế. Bản thân ông Cẩn thì sau khi ông Diệm lên nắm quyền Tổng thống đã giao cho ông quản lý cái khu vực là từ Vĩ Tuyến 17 vào tới Phan Thiết, bao gồm cả khu vực Tây Nguyên. Và dưới quyền ông thì gồm các đơn vị là công an, quân đội và một đơn vị rất đặc biệt, người ta gọi là Đoàn Công tác Đặc biệt Miền Trung. Đây là cái cơ quan tình báo phản gián là rất mạnh. Trong những năm đầu thời đệ nhất Cộng Hòa của Tổng thống Ngô Đình Diệm thì có nhiều thành viên trong gia đình của ông Diệm là nắm giữ các chức vụ của chính quyền. Do đó thì người ta cũng cáo buộc là cái chế độ của ông là chế độ gia đình trị. Ông Ngô Đình Cẩn thì mặc dù là không nắm giữ một cái chức vụ chính thức nào trong chính phủ đâu, nhưng mà quyền lực của ông thì phải nói là có lẽ chỉ sau Tổng thống Ngô Đình Diệm thôi. Phụ trách một cái khu vực rất lớn ở miền Trung Tây Nguyên. Cái đơn vị mà đắc lực nhất để trợ giúp cho ông Ngô Đình Cẩn đó là cái Đoàn Công tác Đặc biệt Miền Trung. Thì cái đơn vị này đã từng bắt giữ những cái nhà tình báo nổi tiếng của Việt Nam, ví dụ như là ông Trần Quốc Hương hay còn gọi là Mười Hương, rồi là ông Vũ Ngọc Nhạ vào năm 1958, hoặc là ông Lê Hữu Thúy vào năm 1959. Ông Vũ Ngọc Nhạ là một nhà tình báo nổi tiếng, các bạn có thể đọc cái tiểu thuyết Ông Cố vấn của nhà văn Hữu Mai đấy. Thì đó chính là nguyên mẫu của nhà tình báo Vũ Ngọc Nhạ. Sau này được chuyển thể thành bộ phim cùng tên. Thường là các cái dịp 30 tháng 4 hàng năm là trước đây người ta hay chiếu cái bộ phim đó lắm. Cái đoàn công tác đặc biệt miền Trung người ta hoạt động hiệu quả đến mức mà cái giai đoạn ở miền Trung này là cái phong trào cách mạng là cũng bị thiệt hại rất nhiều. Người ta đánh giá là so với các vùng khác thì ở miền Trung dưới quyền của ông Ngô Đình Cẩn là phong trào cách mạng là hoạt động rất khó khăn. Sau này khi mà ông Ngô Đình Cẩn bị người ta xử bắn vào năm 1964 thì cái đoàn công tác đặc biệt miền Trung này cũng giải thể. Và chỉ huy là ông Hiếu là cũng bị người ta đẩy ra Côn Đảo. Khu vực nhà của ông Ngô Đình Cẩn này mặc dù là đã được xếp hạng di tích cấp quốc gia cả 30 năm nay rồi đấy. Nhưng mà đến bây giờ thì cái việc mà trùng tu bảo quản để cho nó khỏi bị xuống cấp nữa hỏng thì có lẽ là không thấy. Sau khi tham quan một vòng ở đây chúng ta thấy rằng là người ta bỏ gần như hoang hoàn toàn. Có lẽ lâu lâu thì họ đến họ phát quang dọn cỏ một chút thôi. Mặc dù là 30 năm rồi người ta không duy tu sửa chữa gì đâu. Nhưng mà về cái kết cấu chính của cái căn nhà này nó vẫn còn khá chắc. Nó chỉ hư hỏng về các cái phía bên ngoài thôi. Cửa sổ rồi là bị rêu phong, một số các cái ngoai vỡ. Rồi là các cái công trình phụ kiện bên ngoài. Cỏ nó mọc, nó che lấp. Phía bên đây thấy nước nó cạn thì ở trong này nó là một cái đường hầm. Đấy, mái vòm. Đây này, các bạn nhìn thấy cái miệng hầm chưa? Dưới căn nhà.
Nếu mà cứ để hoang phế mãi như thế này thì công trình rồi dần dần nó cũng sẽ hỏng thôi chứ không thể tồn tại mãi theo thời gian được. Đây ví dụ như chỗ này này là đã có hiện tượng là nứt và bong tróc cái phần tường bị thấm dột. Tháng 11 năm 1963, tướng Dương Văn Minh và một số các tướng lĩnh khác được sự hậu thuẫn của Mỹ đã thực hiện đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm, sau đó sát hại ông Diệm và người em trai là cố vấn Ngô Đình Nhu. Ở Huế thì ông Ngô Đình Cẩn được đưa vào Sài Gòn và cũng bị tòa án quân sự kết án tử hình. Đến tháng 5 năm 1964 thì họ mang ông Cẩn ra xử bắn, sau đó chôn cất ông ở Tân Sơn Nhất. Mãi sau này người ta mới cải táng ông về nghĩa trang Lái Thiêu Bình Dương ở cái chỗ mà cùng với lại ông Diệm, ông Nhu và người mẹ của ông. Như vậy thì cuộc đời của cái người được mệnh danh là lãnh chúa miền Trung là như vậy. Bây giờ thì tôi cũng xin dừng video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.